Trận đấu được coi là chung kết đầu tiên dành cho game thủ Hoàng Minh Tuấn và Summerian này cho anh. Và bên kia Greg rồi. Lần đầu tiên anh ở một kèo trên. Summer đối đầu với Greg trong trận thiếu này. Cố gắng lên nào. Thua một giây hơi sâu rồi. Đây là bãi quả đầu dành cho game thủ Hoàng Minh Tuấn. Bãi đấu cầm Summerian mình. Bãi quả 6 cây thấy luôn một bầy hiêu. Đồ ăn có vẻ là tươi dành cho bài Summer này. Vâng, quả 7 nhưng phải 6. Bãi quả có 7 cây. Thế quyết định đóng 1 chiếc BG ăn 5 cây quả ở cái mặt đẹp trước. 2 cây phải ăn xa. Bây giờ sẽ lùa về sau ít phút nữa. Summerian đối đầu với Greg. Vâng, bây giờ cũng đã là gần 9 giờ rồi. Nếu như đây là trận đấu cuối cùng thì chúng ta sẽ kịp thời đến với trận kia. Còn nếu không kịp thì trận kia sẽ phải delay. Bởi bầy hiệu đầu to. Hy vọng đây là một trận đấu mà game thủ Hoàng Minh Tuấn gỡ gạc lại được tí gì đó. Anh đang lùa hiệu đầu về với nhà chính cho mình. Bầy hiệu nhảy khá là loạn. Cho ra gỗ. Nhưng đây là bài mà gỗ đầu cũng không quá xa lắm đây. Ba cây gỗ mặt này. Quan trọng lùa hiệu về đã. Cắm cờ nông dân đi dò. Đóng thêm me. Một trận đấu mà nằm trọn góc 6 giờ. Hai bãi vàng bên trong luôn. Mặt này mà có rừng nữa thì đẹp quá. Mặt hướng lên 9 giờ. Có thêm cái rừng nữa thì đẹp. Tươi luôn. Cung thổi phù các kiểu luôn. Có voi ở bài Summerian này. Dấu hiệu tươi bắt đầu xuất hiện rồi. Đường nhà đang hơi trống trải. Rồi yêu xa đấy anh. Cắt bớt ra đàn quả về lùa hiêu. Ok. Phi nó thôi. Và bây giờ thì lại lùa gần hơn rồi. Và gặp một sư tử còn chết mất dần. Dành cho bài Summerian của anh thủ Hoàng Minh Tuấn. Và bên kia như chậm dần à. Và bên kia nhanh dần hơn rồi. Chết mất một dần về Hoàng Minh Tuấn. Anh có một con voi xa. Bây giờ lùa về được 3 con. Còn mấy con nữa thì như anh không lùa được về rồi. Bây giờ sẽ là câu voi về nhà chính thôi. Hợp lý. Vâng, đang dò xem phải một đôi không. Nhưng tôi chỉ thấy có một con và thêm đôi voi trên này. Cũng gọi là tàn tạm rồi đấy. Hòm hòm. Thêm tí nữa cho khỏe hẳn. Chuẩn bị đóng S đầu thôi. Đây là bế đầu của anh. Một voi về nhà chính. Ok luôn. Nhưng mà chưa thấy thêm đồ gì ăn nhá. Mặt trên này anh lại không dò. Anh dò tất đến 9 giờ đây. Chưa đủ đồ đâu anh ơi. 20 trên 24 rồi. Đang sóc dần thôi. Kéo dần lên để thịt đôi voi này. 3 voi này anh ơi, đủ đồ này. Đúng rồi. Làm DS thịt luôn. Phi nó. Ok. Một bé nằm ở đây. Kéo thêm dân lên không? Thành bài 4 voi hiêu đầu. Hiêu đầu 3 con. À đây vẫn đang lùa được 2 con nữa về tươi đấy. Chú ý lùa hiêu anh ơi. Rồi lùa nốt 2-3 con này về. Như vậy là sẽ đủ đồ này và 4 voi và 7 hiêu đầu dành cho Hoàng Minh Tuấn để đối đầu với Greg của đối phương. Greg 25 dân dò 18%. Rất ghê. Đã có SH của đối phương để vào nhà. Anh đang muốn lùa nốt con hiêu này về. Tiết kiệm từng tí một. Rồi, 2 voi. BB thì chưa thấy anh này đóng. Vâng, đây là BB của anh ấy. Đóng BB một cách rất là với. Mà không biết nó kín chưa nhỉ? Kín rồi. BB này đã kín đấy. Giữa hai cánh rừng. Đấy, điểm của game thủ Vi Công Thành đang lên là rất cao. Vâng, Vi Công Thành lên đời rồi.
Đấy, trên đời sớm hơn, trong đó mấy cái đời là 82%, bởi cái đời muộn để cho gặp Sumerian. Còn đây là bãi vàng, ra đây là đóng BM này. Đây là BM. BL này đóng ở đâu? Còn đây là BL. Kích đời đầu 11. 25 dân cầm gói 23%. Vàng chưa đào. Đây là bãi vàng của anh ấy. Viên thủ Hà Minh Tuấn. Và đây thì đang đi dò rồi. Và lên 27% rồi, đi dò liên tục rồi. Và bị chọc luôn vào bãi vàng. Ai da. Và cũng có dò thủ luôn. Dò của đấy là có công mà không có giáp. Dò của anh thì chưa có gì. Dò Omo anh ơi, dò được bạn công giáp đầy đủ rồi kìa. Và bị chọc gần hoàng có dò luôn. Kinh thế là giờ của đấy này. Và đây BL thì cầm của đấy. Dâng L là rất cao. Và đây là bãi vàng thì cầm Grake. Chưa bỏ bế Grake vừa mới hóa đời. Anh thì chưa mới được 89% rồi. Bây giờ thì bầy voi này là đi chơi vàng dây dân Summer. Đập luôn con giò cầm Grake thôi. Chờ đợi gì nữa. Và nhưng mà có tê công luôn vào bãi vàng. Ai à. Tên này thì thốn nha. Và có tê công bãi vàng thì thốn. Và những con nông dân ăn hoàng của anh đang bị đối phương truy sát bởi những con ngựa giò. Vâng, anh cũng bị đập chết giò rồi. Chưa đập chết giò được của đối phương. Và bây giờ thì đội bạn nó công tê bãi vàng của anh. Hảo voi. Và chưa thấy chim lạc đà. Do đơn giản em nâng cấp bánh xe. Và sẽ là bài đóng phủ đầy thủ. Nhưng có điều là anh hết lực rồi. Hảo. Và đấy kẻ chém chết Summer trận này mất. Tê đội bạn vẫn còn ở trong này. Đáp được phù thủy ra. Và như vậy bánh xe lên xong. Lên được cái bánh xe thì mới cầm Summer đi ăn. Đội bạn vẫn còn tê rất khó chịu ở đây. Và cả ngựa chém nữa chứ. Rồi 16 đến từ bài Summerian này rồi. Rồi dân này đang đi chơi là rất nhiều. Bây giờ thì tê đứng không có người bắn phủ của anh. Rồi như vậy chưa chết con phù này, đáp được 2p ra thủ rồi. Có bánh xe nhưng không có bất kỳ một đơn vị quân nào đi quản đối phương. Bây giờ anh bắt đầu kéo dân ra để ăn vàng. Đây soi tham lai. Vẫn 25 dân với 7 của đấy nhưng mà tham lai đội bạn nó đè 64 rồi. Và kéo dân về, bây giờ sẽ chỉ chơi toàn vàng thôi. Đắp ruộng. Căng quá nhờ. Thêm 2 ruộng nữa đây. Và đối phương bao dân thì đập phù rồi. Công phù đập dần và có gà tê công lên. Đập chết phù của anh rồi. Thêm một con phù nữa nằm xuống. Và họ lấy dân Summer ra để quẩy. Nhưng bây giờ thì ngựa chém nó đẩy vào. Ngựa chém được đẩy vàng tình huống này. Không còn vàng đấy sắp pê nữa. Không biết là sắp được nhà nào không. Không sắp được nhà nào cả. Không sắp được tê nữa rồi. Và không ăn được cả vàng luôn. Quá khoai vậy rồi đấy này. Giáp lắm. Đấy dân đập nổi là BP. Sắp nổ. Ra có vàng để sắp P đâu. Đấy, dân chạy không làm ăn gì được. Bên kia ra dân không, bên kia tôi không thấy có đấy ra dân. Họ chỉ ăn và đi quản thôi, ngựa giò bị đập chết rồi. Bạn đang muốn đập nốt nhà BP này. Vâng, không thấy vàng mà ăn. Quyết định ăn quà. Thế này tưởng bị chơi luôn thế này. Rồi dân vẫn đang đập tê, vẫn đang bắn. Không ăn được vàng thì cái gì. Và thực của anh cũng không còn nhiều nữa. Chắc là sao được sập đơn đấy.
40 thực và 60 gỗ. Không, sóc đơn chưa sóc được luôn. Và lý do có à, xin lỗi là các bạn là đến thời điểm này thì tham lai vẫn chỉ 16 và đây không thể đi công nữa, vẫn 25 dân kìa, không làm gì. Và có tê mà bắn ở đây bài cái của game thủ Vi Công Thành, tôi không biết là đang làm gì, chắc là thả mỗi người thôi, thả mỗi bãi vàng một con chém rồi. Còn bãi vàng bên này không nên thả đây như thế. Tham lai bên này lên 19 và phải xong quân đi quản đối phương được cơ. Tôi nghĩ là Glade đang ở nhà trông chém rồi. Có một sập đơn sang công này cầm Glade. Rồi bạn chạy luôn mà chưa chết dần nào, bây giờ mới chết một. Dân đập sập đơn của anh luôn. Nói chung là thế trận này cũng căng. Ăn một tí và đóng lại nhà phù mới. Không đóng BA. Chuyển A đánh rồi, lên giáp rồi. Chắc là lên được cái giáp 2. Sammy kê ra quá. Như được giáp 4 luôn vì nó giảm lượng vàng vừa giảm đi. Giáp 4 cho những người cùng vừa Samurian. Tôi không hiểu bài gói làm gì ta. Và bây giờ mới sắp đến dân thứ 27 đến từ cái thủ Vi Công Thành. Khi nhận thấy rằng tham lai đối phương là có chiều hướng vòng lại, để có thể sắp thêm những con rồng dân ra. Ở nhà thì vẫn đang bị bắn. Đó, tôi không hiểu bài Glade đang làm gì nhỉ. Rất khó hiểu. Giờ đấy này đang làm gì nữa đây, không đi công kẹo gì cả, đối phương đây đứng thủ chân lực từ đầu đến giờ. Và bây giờ thì lạc đà kẹp với đó là cung R được đẩy lên, nhưng đội bạn đã bò hết nhà lại rồi. Đó. Giờ đi máu chém phát trên luôn, đây là BC và BE. Ở nhà vẫn nhấp nháy. Giờ được chém của đối phương. Bây giờ đội bạn đang mang chém ra, chém lạc đà và chém cả cung R luôn. Tham chỉ là 29 thôi. Bên kia đã 28 dân rồi. Và bị phát hiện ra bãi quả ăn hoa. Xin lỗi khoai ruộng ở trên này. Ở nhà thì một con chém nó lọt vào bãi gỗ của anh. Rất nhiều gỗ để cho người cầm Samurian game thủ Hoàng Minh Tuấn có thể xạ ruộng và đứng thủ thôi. Rồi, có một chén đều ở đây. Chén nó rất đầy rồi. 28 trên 36. Rồi, cung giờ có ra thai cũng giờ nhưng lại không có chặt gỗ. Đối phương lao vào bãi gỗ của anh rồi. Dân Summer vẫn đang cố gắng thi đấu, gỡ gạc lại được một trận để lấy bàn danh dự nào. Một trận đấu mà đánh rất là lâu, dân đứng chơi ở đây thì không làm ăn. Anh có một dân ăn vàng rồi. 25 trên 32, hết cả tê rồi. Các bạn là người chém công giáp đầy đủ, anh đàn đài có công mà không có giáp. Cùng giờ có giáp 2 nhưng không có chặt gỗ. Bây giờ thì chém nó lao vào. Hai cùng giờ đối đầu với 43 ngựa chém và một ngựa giò thì khó quá. Và đối phương chạy vòng tròn để bắt những cùng giờ này. Vít kiệt lực rồi. Tên con lạc đà đối xin ra. Cùng giờ đang được xin. Cái con lạc đà đây cái con lợi hại chứ cùng giờ thì mềm quá. Lạc đà mới sợ thôi. Lạc đà khỏe lắm.
25 sau trận đấu vừa rồi thì sao? Bọn tham lai càng đánh càng đè đến cầm giờ đấy. Game thủ Vi Công Thành còn lại chém vào giờ bãi vàng đường của game thủ Hoàng Minh Tuấn một tờn thì cũng một dân ăn cũng không tha. Một dân cũng không tha nữa. Còn bị chơi luôn. Bài Greg nãy giờ gì 31 dân rồi. Không hiểu lắm. Hai chín trên 32. Ruộng trên này có làm chưa? Chưa. Dân vẫn đang đứng chơi ở đây. Giấu dân là rất kỹ, tránh feed. Không bao giờ feed được dân. Anh chỉ có 2, 4, 6, 7 đấy. 4 8 đơn vị quân nhưng bây giờ lại bị chém rồi. Bây giờ đã là chém 4 thì quân ngựa chém của Greg. Nãy giờ Greg đã khỏe lắm rồi. Tỷ số trên ấn định là 4-0 dành cho game thủ Vi Công Thành trong cuộc đối đầu với game thủ Hà Minh Tuấn ở vòng loại của giải đấu Liên Tỉnh 2018 mùa thứ 3. Ở đây khu Bắc Bộ 3 của Nguyễn Tỉnh đó chính là Lạng Sơn, Hải Phòng và Quảng Ninh. Rồi, cũng rồi là đà được kéo đi. Ở nhà thì bị có đất chém thẳng ở nhà chính luôn. 31 trên 36. Nhìn thấy mặt dân có đất nhưng không dám lao vào đất chơi. Cũng rồi chống đứng lại cái bị và chém cụt đầu này. Vâng, quá đông chém thì cầm cờ đấy. Hỏng rồi. Ở nhà thì đội bạn cũng có chém đi qua. Bài Summer để hồi lại yếu quá. Anh quên mất dân đây này. Quên mất 4 nông dân đây. Bây giờ thì chém 4 nó đuổi theo nó chém cho thì ăn dao. Rất nhiều chém. Là đà đối đầu cũng có chém nhưng còn là đà chém 2. Và bây giờ thì đối phương vào thẳng nhà anh chơi rồi. Vào vào thẳng nhà quân rồi. Đây. Chém rồi đấy, nó bắt đầu lao vào được. Không sắn gì nữa, là đà được ạ. Kể cả là cung rồi. Không thể có một tiếng cũng vậy đến từ game thủ Vi Công Thành. Nhà được rất nhiều dần. Một Samurian trong tay game thủ Hoàng Minh Tuấn. Bây giờ sẽ là đốt nhà Hoàng Minh Tuấn. Anh vẫn cứ quên 4 nông dân sát mép bản đồ này. Rồi đóng thêm chiếc ăn gỗ ở ngoài. Giờ đang bị đốt lờ. Ruộng chính cũng đã chạy rồi. Anh đem hai cụ đồ lạc đà đi quản đối phương. Nhưng xung quanh nhà người cầm gấy là quá đông chém rồi. Thì số lượng mình là 4-0 thôi. Chúng ta chỉ chờ thời gian nữa thôi. Các anh chạy cố đến từ thủ Hoàng Minh Tuấn. Và tỷ số hiện định là 4-0 dành cho Vi Công Thành. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi đến với cặp đấu cuối cùng trong buổi tối ngày hôm nay. 4-0. Hai trận, hai cặp đấu đã qua ra đều có kết cục tỷ số là 4-0 rồi. Hãy cùng chờ đợi đến trận thi đấu tiếp theo thôi.